cho nó vô nhập viện. Vô nhập viện thì trong bệnh viện chưa mới vừa vô là bà trong viện đón luôn rồi. Cái bệnh bé rất là nặng. Bệnh bé rất là nặng. Rồi qua cũng nằm hai lần á, trong nó nói là giờ thuốc chủ may thầy thôi, nam nào mà uống được thì cứ trị với bé. Nhưng mà cái bụng của bé hồi xưa là nó đã to như vậy chưa hay là nó to theo thời gian? To nữa. Dạ. To tới đây luôn. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay lại với kênh Quốc Chiến Channel. Hôm nay Quốc Chiến đang có mặt tại cái chung cư Ngô Gia Tự để mà đi thăm cái hoàn cảnh của em Lê Tấn Long, 9 tháng tuổi, bị bệnh xơ gan teo mật và đang ở với là một người thím ruột tên là dì Dung. Bây giờ mình lên mình tìm nhà của em nha, cũng như là để tìm hiểu cái hoàn cảnh của bé như thế nào. Lầu 304 ở lầu trên này hả con? Dạ rồi, cảm ơn. Theo cái lời mà người giới thiệu trình bày thì ba của bé thì bị khờ, còn mẹ thì bị thần kinh nên là không nuôi được bé, nên là dì Dung đã đưa bé Long về đây để mà nuôi dưỡng. Bây giờ mình vào mình tìm nhà nha. Đây con chó say sưa ngủ ha. Em chào chị Dung. Chào anh. Nãy em gọi chị á. Dạ. Dạ. Ủa mình ở đây nóng quá ha. Nóng lắm nè, ngoài đây nó mát nè. À, ở cái chung cư này hay ghê ha, kiểu như là mọi cái hành lang là mọi người cũng ra hay ra ngồi. Dạ, ra. Ngồi nó mát á anh. Trời này gắn hẳn cái quạt luôn. Quạt quạt nhà mình á chị. Quạt nhà trong dạ. Sáng ra quạt đây cho bé nó ngủ rồi, con đang nhìn con bé nó ngủ. Thì hôm nay em cũng được cái sự giới thiệu của mọi người về cái hoàn cảnh của bé Lê Tấn Long đúng không ạ? Lý. Lý Tấn Long. Năm nay là 9 tháng tuổi. Đang được chị Dung nuôi dưỡng, thì hôm qua em tìm hiểu xem cái câu chuyện như bé thế nào, đồng thời là xem là có thể hỗ trợ được bé phần nào hay không á. Dạ. Thì hôm nay em ghé qua thì chị có thể là chia sẻ cho em một chút về cái hoàn cảnh của bé Long được không ạ? Dạ được. Dạ. Bé nó bị ba mẹ bé bị bị nhẹ. Dạ. Thì sanh bé ra thì bỏ bé, còn ba thì hơi cũng dạng mà nuôi mà không có khả năng để nuôi, cũng khờ vậy, cứ tỉnh thì đi bỏ con là vô trong bệnh viện rồi trong Tết tới giờ á. Dạ. Rồi kêu em vô giữ xong là bỏ đi luôn, rồi cứ về là không có cái khả năng, bé nó bị bệnh, ba cái bệnh nặng, cái dạng bệnh ăn đi á. Dạ. Rồi ba không có lo, không có khả năng đi, rồi mới cho bé đi chùa. Cho bé vô chùa đi, rồi em thấy nuôi bé tội quá, bỏ bé vô chùa thì không nỡ. Nuôi đây cũng được mấy tháng trời rồi, cũng nhờ là mấy anh chị Mạnh Thường Quân rồi ta giúp sửa tả cho bé, chống chọi với bệnh tật. Cười ghê. Là như cái lời của chị Dung kể thì là cả ba với lại mẹ của bé là đều bị bất ổn á, đều bị khờ rồi, hả? Bỏ bé. Yeah. Như là gia đình không có khả năng để lo cho bé thì á. Rồi không có quan tâm, bị bé bị sơ gan rồi bị teo túi mật đồ. Nhưng mà lúc mà bỏ bé thì bé đã bị như vậy chưa hả chị Hà? Bé đã bị như vậy rồi. Bé bị như vậy rồi, trong bệnh viện cũng đã trả như vậy. Dạ, tức là bé bị cụ thể là cái bệnh của bé là như thế nào chị có thể nói cho mọi người biết được không ạ? Không có chữa. Kiểu nó là bé nhập viện hai lần rồi, vô bệnh viện và trả về. Là cái sơ gan này là bác sĩ nói là chỉ là về nằm chờ. Dạ, sơ gan ha. Bé bị sơ gan. Cái mình giờ cứu chủ may thầy vậy đó. Dạ. Cứu được cái nào thì mình cứu. Giờ em thấy là cái bụng và cái rốn của bé rất là to ha. Dạ. Hôm nay là nó xuống á. Xuống rồi ha. Cái bụng của em nó tới đây rồi nè. Này các bạn nhìn cái bụng chắc phải bự. Chiếm hết cái người luôn rồi. Nhưng mà Long bị cái bệnh này là từ bé mới sinh ra luôn hay là sao vậy chứ? Đúng rồi, từ bé. Trời đất. Sinh ra rồi à. Cha đúng là lúc đầu người cha ổng về nuôi không có biết. Rồi yeah. Sau này điện thoại lên Sài Gòn cái thấy vậy, cái anh lên Sài Gòn bà dì á, bảo kêu bé vô cho nó vô nhập viện. Vô nhập viện thì trong bệnh viện chưa mới vừa vô là bà trong bệnh viện đón luôn rồi. Cái bệnh bé rất là nặng. Bệnh bé rất là nặng. Rồi qua cũng nằm hai lần á, trong nó nói là giờ thuốc chủ may thầy thôi, nam nào mà uống được thì cứ trị với bé. Nhưng mà cái bụng của bé hồi xưa là nó đã to như vậy chưa hay là nó to theo thời gian? To nữa. Dạ. To tới đây luôn. À, như vậy là từ lúc sinh ra là không có to như vậy, không mà nó từ từ nó mới ra, mới bụng.
Dạ. Nhiễm trùng nó mới lớn, bị nhiễm trùng từ từ nó mới bự. Đây các bạn xem cái bụng của bé Long nha, nó rất là lớn. Và hôm nay thì nó đã lên tới trên này luôn rồi, trên tới ngực luôn rồi ha. Và theo như là những cái người mà là từng bị bệnh này thì có thể là nó sẽ còn lớn hơn nữa. Lớn hơn. Dạ. Bé về ở với chị là được bao lâu rồi? Trong Tết tới giờ. Tết giờ là khoảng 3 tháng ha. Cỡ 3 tháng. Dạ. Rồi mấy bữa giờ mẹ bé với là ba bé có ghé thăm không chị? Là không ai, nhưng mà nội ngoại cũng vậy. Nội ngoại cũng là anh là tới có bé vậy. Nhưng mà chị là một người dì của bé phải không ạ? Thím hả? Thím dâu. Thím dâu. Dạ. Cái lúc mà mình nhận bé về là cái câu chuyện như thế nào chị có thể kể cho Cú Chiến nghe được không? Cái câu chuyện thì em cũng biết là bé nhập viện ở dưới quê á, không ba không có tiền trị bệnh. Rồi mới nhờ cái bà má lớn á điện thoại thấy bé nó bị bệnh vàng quá, mới cho bé kêu á cho bé nhập viện gấp đi. Thì vô trong nhập viện gấp thì ở trên đây thì bé không có một tờ giấy gì lận lưng hết. Vô trong viện á thì nó rất là phí, nó rất là nặng. Chi phí nó không có cái gì hết, nó ra bé không có cái gì hết, bảo hiểm cũng không có. Rồi em vô trong đó thì bà chị dâu mới kêu vô coi bé để bà chị bả về bả cho con bé bú gì đó, là về ba vô là cũng bỏ luôn tới giờ luôn. Người ta không có ai quan tâm. Người ta bỏ từ trong bệnh viện đi. Trong bệnh viện luôn. Vậy là như lời chị nói là lúc đó là người nhà bé, tức là ba mẹ ruột cũng nói là một là một bỏ bà. Chùa. À. Bên cô á, bên nội á là nói là giờ không có khả năng nuôi, thôi giờ cho chùa đi, bỏ chùa đi. Yeah. Phải có, tại cái bệnh tới rồi giờ không ai có khả năng để lo. Yeah. Không ai có khả năng lo thôi thì em không nỡ rồi đó con, mà giờ mặt nó vậy sao cũng thì đâu có bỏ nổi đâu. Làm nuôi bệnh em nuôi tới giờ luôn. Là cũng nhờ mấy bà bạn chị, mấy bạn nè lên thay phiên nhau giúp nuôi lo cho nó. Con. Chung tay rồi nuôi. Rồi bé ở đây với chị thì hiện tại cái tình trạng của bé như thế nào? Hằng ngày có đau đớn, có khóc gì không? Nhiễm trùng sốt, nó khó chịu. Tay chân tối là nó nhức. Tay chân bé nó nhức lắm, tối tới là nhức tay nhức chân mà la sáng. Ngay như vậy không có ngồi yên, cứ là ẩm đi tới đi lui. Đây con nè, chú kêu kìa. Thầy thấy cười dữ lắm mà sao lại khóc rồi? Đây, nhìn nhìn cái da của anh vàng khè do cái gan bị yếu á, cái gan bị suy đang là cái da vàng. Mọc được hai cái răng này ha. Bốn cái rồi đó. Bốn cái rồi hả? Bốn cái rồi chú Chiến ơi. Bốn cái răng chuột. Bốn cái rồi đó. Do giờ nó đang thành sức cái bụng mới nhức cái chân. Cái đứa bạn thì qua tìm hiểu thì như là chị Dung kể là bé bị ba mẹ bỏ lại và chị Dung đưa về nuôi cũng được 3 tháng rồi ha. Không sao đâu, bé để bé tự nhiên. Hằng ngày thì chị Dung làm công việc gì? Trước đây chăm bé. Trước đây thì làm công việc gì? Trước đây là lãnh đồ nhà làm. Làm gia công mấy cái đồ học sinh đồ á. Dạ. Rồi từ hồi chăm bé tới giờ lại trả luôn, không có thời gian rảnh để làm. Với chăm bé hai em cũng có hai cháu nhỏ nè. Dạ. Út nè. Thì là trước khi mà bé Long về là cũng có hai đứa nhỏ rồi, cũng ở nhà làm đồ gia công vậy đó. Làm đồ gia công, nhựng đồ về làm gia công. À, bây giờ lại thêm một bé nữa. Thêm một anh nữa. Nó cũng là nhờ cũng là xin cái bảo hiểm, làm cái bảo hiểm cho bé vậy. Vậy là bé Long cũng chưa có bảo hiểm hả? Không có giấy khai sinh gì luôn. Dạ. Không có giấy khai sinh gì luôn. Rồi mà có giấy chứng sinh chưa? Có giấy chứng sinh. Dạ. Yeah. Có giấy chứng sinh để đợi. Dạ đó, của chị Quỳnh á. Dạ. Nhưng mà ba mẹ bé là không có đưa đi làm giấy khai sinh hả? Không làm, tại vì ba mẹ là không có hôn thú. Hai người ở nhau không có hôn thú. Còn ở dưới Long Khánh đó là như là vô ở tạm ở ta thuê đó. Người ta không có cho, không có chịu đứng ra làm giấy tờ cho bé này. Dạ. Yeah. Không có đứng ra làm giấy tờ cho bé này, giống như vô gia cư vậy. Nó đi khám vậy á, rồi ở trong bệnh viện nó nhìn nào mà nó sốt, mà sốt ơi là sốt, là phải nhảy vô bệnh viện. Những lần vô bệnh viện thì nó rất là tốt.
tốn kém rất là nhiều. Bé ơi ngồi chơi nè. Chú Chiến quay hình con nè. Cái máy mở máy nè. Mở con heo đớn nha, mở con heo đớn nha. Thì bé nó đứng lên đi cho thì đứng lên cho bé đỡ đau cho đỡ khó chịu. Đây hơi nóng nha. Nóng. Đứng lòng qua đứng mẹ. Rồi rồi. Cả ngày là cứ bé đi vòng vậy hả? Vòng xuống đường vậy á. Bé không vòng xuống đường tới tối rồi mệt mỏi mới đi lên. Rồi coi cái lưng của bé coi. Thì nó bị cái bụng là chủ yếu á, lưng thì vẫn bình thường. Cái bụng là nhiều gân ha, nổi tùm lum. Gân nhiều lắm. Bây giờ mình có cho bé uống thuốc gì không chị? Có uống thuốc nam, bé uống thuốc nam mỗi ngày. Dạ. Yeah. Thuốc nam thì mình lấy ở đâu vậy? Ở trong cái nhóm. Nhóm thiện nguyện bên yêu thương á. Dạ, ở cho hả? Người ta cho thì giờ mình một hộp đứng lên con. Một hộp mình mua, sữa một hộp người ta cho. Một hộp thì mình mua. Dạ. Yeah. Uống về thấy có đỡ không chị? Đỡ, trước cái bé nó còn đây nha. À, đây giới thiệu cho mày hả? Dạ, uống rồi thấy cũng đỡ hả? Đỡ, bé lên cái này nè. Dạ, nhưng mà cái bệnh này cũng hơi khó rồi. Lên cái ngực luôn. Mắt của anh cũng vàng ha. Bớt vàng, bớt vàng. Kiểu bị bạn gan là da với là mắt gì đó là vàng hết. Mặt thẫn thờ mỗi ha. Mỗi trăm người mà là vui quá. Nhưng mà cái hồi đó cái động lực nào mà khiến chị là có thể là đưa bé về để nuôi chứ? Không có động lực luôn á. Tại vì bà chị mà cảm của nó ra là bà má, má lớn á. Má lớn thấy tội quá đưa vô bệnh viện. Rồi vô trong đó chị không có lo được. Không có tại sao có gia đình á, không có lo được. Cái cũng nhờ vô chăm bé. Xuất viện về tới nhà cái đòi bỏ chùa. Nó về gặp thằng nhóc là đòi bỏ chùa, nó không có khả năng nuôi. Rồi chỉ có động lực tự nhiên thấy thương bé. Dạ, thấy quyến luyến hả? Mình cũng khó khăn nhưng mà thấy bé thì tội quá. Dạ. Mình cũng khó khăn, thấy bé tội quá, bỏ không đành. Cứ gặp mặt rồi giờ đứa bé mà bỏ thì đâu có được đâu. Thôi, động lực cứ nhờ mấy bạn đồ nè, mấy bạn thân rồi nó lên quay rồi nó chụp hình cho lên là nhờ cũng nhờ nó dài. Mấy tháng nay cũng động lực là nhờ Mạnh Thường Quân rồi giúp bé. Giúp bé không cần cho bao. Cũng động lực là giúp bé, lo bé tới giờ tới đâu hay tới đó bây giờ. Dạ. Con lấy xuống coi. Sao khóc vậy con? Gây ngủ rồi nè. Còn ngủ rồi hả? Gây ngủ. Sao hôm nay em vào cũng để mà tìm hiểu cái hoàn cảnh của bé Long. Thì hôm nay em cũng chưa có nhiều thì em hỗ trợ trước cho bé 1 triệu đồng ha. Thì cũng hy vọng là đăng lên thì sẽ lan tỏa được cái câu chuyện của bé Long. Đây em gửi chị 1 triệu để mà có thể là mua thêm đồ ăn thức uống cho bé ha. Tại là mình cũng thấy trường hợp này nhiều đó bạn, cái này thực sự rất là đau đớn. Dạ. Cái bụng anh cứng ngắc ha. Cứng mà. Dạ, tại nó... gan nó sưng lên á. Giật tiền. Đây đây. Này. Nổi 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 cái gân lên. Lúc bé về nhập viện về bụng bé gì. Bự hơn bây giờ nữa hả? Bự hơn là uống cái thuốc đó đó. Thấy là bự và nhiều gân hơn nữa ha.
lên tới đây khó thở mệt lắm. Đúng rồi, bự lên tới ngực luôn, giờ là hình như cũng xẹp xẹp xuống nữa nè, ít gân hơn rồi. Trời. Mà thường thì bé đau nhất là lúc nào chị? Ban đêm. Ban đêm à? Ban đêm là bé ngủ được. À, rồi nhìn cái bụng ăn bự kìa. Thương. Này là về lâu chưa chị? Đây cũng về cũng gần 2 tháng rồi. Đây là nuôi cái hình này, cái hình này. Cái hình này quay lâu chưa? Mới đợt đầu. Mới xuống bụng đây là được 2 tháng. Trời ơi. Thôi thương. Thôi chị ráng chăm sóc cho em nha. Thôi đừng khóc nữa con. Trời ơi, khóc dữ quá. Đau à. Đau quá, thứ nhất nó đau, thứ hai nó đi ngủ. Bây giờ đang hành sốt, bây giờ nó trở xuống cái chân rồi, giờ tối là hai cái chân, sáng cũng mà trời mưa mà chuyển mùa vậy thì có bị tác động gì nhiều không chị? Bây giờ em cũng chưa biết, tại mới nuôi bé mới vô mùa mưa cũng chưa rành nữa, bây giờ nó đang nhức chân, chân cẳng là nó nhức. À, biết là con buồn ngủ. Sáng cũng hỏi bên bố cái bé nó vậy thì nói thì cái thuốc nó là phải vậy rồi, nó xúc phát từ từ cho bé. À. Dạ thôi bé, chị ngồi chị ngồi võng cho bé, ru cho bé ngủ đi. Rồi, con ngủ, con cho con ngủ. Làm xấu à. Thương. Nó gầy vậy, tối làm nó vòng vòng. Kính thưa các bạn, thì hôm nay Quốc Chiến cũng ghé vào để mà tìm hiểu cái câu chuyện của bé Long đăng tải cho mọi người xem ha. Thì cũng hy vọng rằng nhiều người biết tới cái hoàn cảnh của bé để mà giúp đỡ. Để cảm ơn mọi người trong thời gian qua luôn theo dõi và đồng hành Quốc Chiến nha. Bây giờ thì hẹn gặp lại mọi người trong những cái video mới á. Thương. Ngủ đi con. Con này là đám chú con nào, ngủ đi, mấy Vinh ca con ngủ nha. Ca con ngủ. Quá trời má luôn hả? À. Đây có ba má. Má buổi sáng, má buổi chiều, má buổi tối, ban đêm. Mấy Vinh ngồi đây với con nha. Con ngủ một mình đó em, con đau lưng á.